chị. Ngày hôm nay ở trong trung tâm thành phố có một cái tổ chức một cái buổi mua bán ở ngoài trời, do các doanh nghiệp và người Trung Đông họ bán những cái thực phẩm Trung Đông và những thực phẩm châu Á ở đây. Chỗ này có cái chỗ của người châu Á, chắc là Thái Lan đang bán dâu. Đây có cái bán hàng, xe bán hàng di động. Người thì đi. Ở phía trước mặt là chỗ để mà họ bày bán các loại thực phẩm. Thì một tuần là họ sẽ ra đây để họ bán vào một tuần. Giờ mình sẽ đi vô bên trong thử coi là họ bày bán những cái gì ha. Đây họ bán rất là nhiều loại khác nhau nè, như là thơm nè, dứa nè, paprika, bắp, khoai tây, nhiều quá gì trời, bơ, trứng này như của 50, cà chua 12, 13 krono một ký, giá cũng khá là tốt ha, mùa hè. Bình thường thì cà chua giá rất là mắc, khoảng 30 mấy 40 krono một ký mà. Giờ mùa hè cà chua này nó rẻ. Dưa leo. Chanh đây to rồi ta. Chanh quả to quá. Này có bán chanh nhỏ này giống Việt Nam. Ớt. Là ấy, chanh à. Cà chua. Chuối. Chuối cũng tương đối 13 krono 1 kg. Mắc hơn Việt Nam. Ngay xoài cũng có vậy, mà xoài đây nó không có ngon bằng xoài Việt Nam. Xoài đem mềm hết rồi. Ôi, quá lũ nữa. Thật lũ to chứ. Quá lũ là to cái. Quả này là to cỡ trái bưởi á. Quả lũ là to trái bưởi luôn á. Bí khổ qua. Khổ qua là gì? 10 11 luôn một ký. Ơi, 1 gram chứ. Không mắc. Này quá gì vậy? Này giống như cà pháo. Mình có bán dưới đây có bán khoai lang. Này
này mít thôi, hàng hiếm. Bắp chuối, cái chuối này cũng bán, chắc là mua về ta làm gỏi hay gì đó. Đây là cam. Nè, cắt lại đâu có cần đâu. Thì cái tiệm này là chị bán vào những mùa xuân và mùa hè thôi. Sang tới cuối mùa thu và sang mùa đông là họ sẽ không có mở bán nữa. Bán các loại gia vị nè. Đây như là dưa cải muối. Hạt cũng dưa. Cải đỏ, hành lá đây là mắc nha, 10 kilo bó vậy nè, mà tính ra nó cũng rẻ hơn nhiều so với mùa đông mắc. Nấm. Cái đàn về tính tiền là bán cái con này gọi gì quên rồi, Acerola cherry này. Mùa này vẫn còn mắc 2,5 kg, hơi mắc. Khoảng 1 tháng nữa là cái này nó sẽ rẻ nè. Ngày hôm nay là cuối tuần á, do đó là ở trung tâm thành phố nó rất là đông người. Họ tới họ mua sắm đó.